bạn đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng và trang web xe đạp hải phòng.com. Từ trước đến giờ thì có giới thiệu với các bạn rất là nhiều cái dòng xe touring, nhưng mà dòng xe MTB thì không được nhiều bằng. Và đợt này mình đang có về một số cái dòng xe MTB, và một trong những cái chiếc xe đó là trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe thuộc dòng Mountain Bike hay còn gọi là MTB, thuộc thương hiệu Louis Gallo, một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Canada. Và xe này đã được qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và được bên mình nhập về nguyên chiếc qua sử dụng. Thì trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm những cái cấu hình của chiếc xe. Thì xe mà vận chuyển về thì mình vẫn để cái cổ nó ấy như này để cho xếp cho nó gọn. Xe thì được cấu thành bằng nhôm 6061. 6061 aluminum. Một cái loại nhôm rất là nhẹ. Và xe có size là 470. Đây, như các bạn thấy ở trên đây thì có ghi là frame size, tức là cái cỡ của khung là 470 mm. Hiệu model của cái hãng này là LGS5, Louis Gallo LGS5 5. Thì các bạn có thể lên Google, các bạn search cái thương hiệu cộng với cái model này thì các bạn có thể thấy những cái chiếc xe tương tự tại những cái link website nước ngoài. Thì cái dòng thương hiệu như này thì chúng tôi không thể nói dối được là của Nhật, xe Trung Quốc, hoặc là bảo là xe Nhật bãi. Không thể nói dối được, bởi vì trên mạng ở cái link nước ngoài nó đều có. Xe được trang bị tay bấm chuyển số 8 tốc độ. Bên này là 3 đĩa 8 tốc độ. Dòng địa hình phanh V vành một lớp giảm sóc. Xe được trang bị đùi 3 tầng Shimano. Đè Acera lip 8 tầng và phanh V. Đây, như các bạn thấy là có cái khóa cọc yên vẫn còn nguyên bản của công ty. Yên cũng nguyên bản luôn, mình không bọc lại để giữ cái độ nguyên bản của chiếc xe. Chiếc xe này chỉ có giá khoảng trên 4 triệu đồng. Nếu mà các bạn quan tâm đến chiếc xe, muốn biết giá chính xác thì hãy inbox Zalo cho mình hoặc liên hệ với mình qua số điện thoại để mình báo giá các bạn và những cái ưu đãi dành cho khách hàng, những phụ kiện đi kèm. Các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao hướng dẫn sử dụng và cách sửa chữa thì hãy ấn đăng ký kênh bên cạnh đó, thì hãy ấn chuông để các bạn là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi up những video mới nhất lên kênh. Và các bạn hãy ấn like video để ủng hộ chúng tôi, bởi vì chúng tôi tắt hoàn toàn quảng cáo trên kênh của chúng tôi để giúp các bạn trải nghiệm video từ đầu đến cuối, không bị gây làm phiền bởi quảng cáo của YouTube. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này, gặp lại các bạn trong những video sau.